Và tôi như đang bay, giấc mơ sao dịu êm, tay trong tay, những yêu thương ngập say đi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm. Của chương trình ạ. Vâng, ca sĩ của chương trình đấy cô ạ. Cô đã gặp ca sĩ này trên TV bao giờ chưa cô? Chưa. Vâng. Dạ, cái tiếng giống không biết phải. Giống ai hả cô? Dạ. Giống ai ạ? Dạ. Giống ai cô? Thằng con. Đấy, bất ngờ được. Có tính mà quê, em sợ quê. Mà ốm mấy tháng này má mong chờ ngày này để gặp con. Má phải cố gắng mà đi. Mà hôm nay má nó bị chóng mặt, hở say sầm mặt mày tí nữa thì má chịu. Mừng quá chỗ mình mong đang tính nó tưởng hòa không phải nó quê. Mà nghe cái tiếng cho nó giống. Mà chắc con hát hay đấy. Hát hay đúng không ạ? Cô nhìn Tân bây giờ cô thấy đẹp trai lên mấy chân kính không cô? Đẹp trai. Tự nhiên ôm nó trong cái quê nhá. Nãy chạy ra ôm nó trong cái nhìn quê. Mà chết mẹ rồi mình ôm ai rồi. Nhưng Tân đang mải hát. Tân đang mải hát, Tân không biết phải làm sao, thế là Tân đành nó không có nháy mắt, nó không làm cho mình để cho mình tự tin. Thôi mình ôm thôi dỡ đi rồi đi luôn đi. Chứ ngạc quá. Dạ. Nỡ may nó không phải kỳ. Vẫn là cậu con trai cưng của cô đấy ạ. Vẫn là chàng trai Duy Tân. Chàng trai cứ nhìn thấy là thấy có nụ cười trên môi rồi. Cứ xuất hiện ở đâu thì sẽ mang tới nụ cười và sự ấm áp cho những người xung quanh ạ. Rất đẹp, ngồi miệng rất đẹp. Sao nãy cho con không bảo, không làm cho má đỡ sợ. Sao nãy cho con không bảo, không làm cho má đỡ sợ. Tại vì cô thông thả bạn ấy là đang mải hát nhưng không biết phải làm thế nào. Bởi vì là vừa phải giữ hình ảnh với chương trình máy quay đang cận mặt nên là không dám quay qua bảo nhìn cô. Trên, nhìn dưới, nhìn sau lưng mà chết mẹ rồi, mình làm rồi. Tân bây giờ thì phải tí nữa thì làm mẹ bị quê là ôm nhầm nhưng thực ra là ôm đúng. Thôi thì cứ xin lỗi mẹ bằng hành động cho mẹ vui nào. Thơ mẹ một cái nào cho tình cảm đi. Nào đưa cầm hồ hoa cho ôm mẹ một cái đi nào Tân, cho tình cảm nào. Nào ôm mẹ một cái. 4 tháng không được ôm mẹ. Luôn bên con quên dân con nên người. Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.